Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong một bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, để chúng ta có những phân tích đánh giá lại kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ view một số các mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài ý để đi phân tích xu hướng thị trường trong tuần mới. Thế thì kết thúc tuần giao dịch ngày mùng 2 tháng 7 thì Hùng đã ra bản tin video số 161, trong đó có phân tích đánh giá tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuần từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 9, ngày mùng 2 đến ngày mùng 9 tháng 7, và trong cái tuần đó thì buổi tối thứ 6 thì Hùng làm bản tin, và đến sang ngày thứ 7 thì Hùng gặp một cái sự cố không mong muốn. Chính vì vậy nên là đã phải dừng lại tất cả những công việc tư vấn đầu tư ở trên team Zalo, cũng như tất cả các cái dòng comment của bên dưới bản tin tuần video số 162 là gần như Hùng Lê không có trả lời được bất kể một cái comment nào cả. Bởi vì tối thứ sáu làm bản tin thì sáng ngày thứ bảy là đã bị tai nạn rồi, nên là không có trả lời anh chị được. Thì trong tuần vừa qua thì gần như Hùng Lê cũng không có làm việc, và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang cố gắng để chúng ta bắt đầu lại những cái dữ liệu phân tích về mặt kỹ thuật của thị trường trong tuần vừa qua. Thì cái phần mà chúng ta đánh giá bản tin tuần vừa qua thì Hùng sẽ dành phần cuối của bản tin. Phần cuối của bản tin thì Hùng sẽ có những cái đánh giá về thị trường chung cộng với nhận định cái xu hướng thị trường trong tuần mới. 15 phút cuối của bản tin video số 161 thì Hùng có đánh giá cái kịch bản có hai cái ý chính. Ý thứ nhất đó là đánh giá bộ ba chỉ số của thị trường. Thì tại thời điểm đó Hùng có đánh giá bộ chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì dự kiến là có thể quay lại test biên ở vùng 1540 điểm. Và cái biên test ở vùng 1540 điểm là một cái biên rất là quan trọng trong cái ý đồ tạo lập để chúng ta đánh giá cái xu hướng uptrend. Đó, để chúng ta đánh giá cái xu hướng uptrend tiếp theo của thị trường. Và tại cái thời điểm đó thì cũng có soi cái vùng dao động của thị trường của VN30 ở vùng 1550 điểm rất là ok các anh chị. Và các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số VN30 đã có một cái điểm test, hai cái điểm test, nói đúng hơn là hai cái điểm test khá là ok ở quanh vùng 1540 điểm. Và sau đó lực long đã quay trở lại và đưa chỉ số VN30 cũng như đưa chỉ số phái sinh gần như là cao nhất ở trong tuần. Tuy nhiên cái diễn biến của thị trường bắt đầu đến từ phiên giao dịch của ngày thứ ba, đó là cái phiên giao dịch mà thị trường đã có những phút đạp sốc và đạp rất sâu. Chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không thể, không một nhà đầu tư nào có thể quay trở kịp với một cái lực đạp rất là nhanh cho đến kết phiên ATC trong phiên giao dịch của ngày thứ ba. Thì tí nữa cuối bản tin chúng ta sẽ có những cái đánh giá về cái kịch bản phân tích. Thì mấu chốt vấn đề của thị trường đó là khi mà chỉ số này bị đạp gãy vùng 1540 điểm đây. Tất nhiên nó đạp ở trong một cái góc độ là đạp cho nhà đầu tư không thể trở tay kịp khi mà chúng ta có phân tích cái vùng đỉnh lượng 1540 điểm ở đây. Và chỉ số của phái sinh thì các anh chị cũng có thể quan sát ở đây, đó là tại thời điểm mà chúng ta ra bản tin tuần, đấy chính là cái thời điểm mà Hùng có đánh giá một cái biên về mặt tạo lập kỹ thuật của nó rất là hay ở vùng 1550 đến khoảng vùng 1555 điểm ở đây. Rất là hay. Cả một cái phiên giao dịch của ngày thứ 6 tuần trước là phái sinh giao dịch về tạo lập rất là hay, và sau đó thì phiên ngày thứ 2 thì phái sinh cũng đã có những cái điểm test tương đối đẹp ở vùng 1540, 1535 đến 1540 điểm ở đây. Đó, và kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ 2 thì cũng như vậy, chỉ số phái sinh đã đóng cửa ở gần vùng 1570 điểm, tức là một cái chỉ số rất là cao. Và mấu chốt vấn đề thì nó cũng bắt đầu đến từ một cái lực đạp rất là bất thường ở trong phiên giao dịch của ngày thứ 3. Đó, và tí nữa thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái ý đồ tạo lập của cái phiên giao dịch của phiên giao dịch này. Cùng với đó thì cũng có đánh giá cái chỉ số của VN Index thì có xu hướng chỉ số này sẽ test lại biên ở khoảng vùng 1400 đến vùng 1400
1.405 điểm. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó có test lại biên này, sau đó thì lực long quay trở lại, nhưng yếu tố bất thường thì nó cũng đến từ phiên giao dịch của ngày thứ ba. Thì trong cái bản tin đó thì cũng có hai cái ý, là ý thứ nhất là chúng ta có đánh giá vùng 1.540 điểm của VN30 và vùng 1.400 điểm của VN Index để xác định xu hướng uptrend tiếp theo của thị trường. Cái ý thứ hai mà ông Lê có chia sẻ đó là chúng ta có nhấn mạnh đến cái yếu tố vĩ mô. Mà cái yếu tố vĩ mô này thì đã được cùng phân tích khá là kỹ ở trong cái bản tin video số 160. Yếu tố vĩ mô đó được được nói đến đó là cái sự phát triển song trùng của doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Và tại cái bản tin video số đây Hùng có để lại đây, tại cái bản tin video số 160 thì chúng ta có phân tích ở những cái yếu tố về dịch bệnh, đặc biệt là chúng ta có nói đến dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là một cái đầu cầu về kinh tế, mà khi mà nó bị có những cái tác động rất là lớn đến Covid như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế rồi giá cả tiêu dùng. Rồi có phân tích về thị trường chứng khoán, rồi có phân tích về dòng tiền trong xã hội thì cần phải đi đến đâu. Đó, ví dụ như vậy. Thì chúng ta đã nói đến cái yếu tố thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua nó tăng rất là nóng, và với quan điểm cá nhân của Hùng thì Hùng cũng đang nhìn thấy có những cái sự lệch pha nhất định. Và chính vì cái sự lệch pha nhất định đó thì chúng ta đã nói đến cái câu chuyện là thị trường cũng sẽ cần cái quả bóng đó, nó cần phải xì hơi đi đó để có thể bước vào một cái trend kỹ thuật nó tăng bền vững hơn. Đó, trên quan điểm kỹ thuật là như vậy. Và chính vì chính chính vì vì cái sự lệch pha như vậy nên Hùng cũng đã có những cái nhấn mạnh là chúng ta thị trường ở trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng phải rất là thận trọng. Thận trọng ở góc độ như thế nào thì chúng ta sẽ khi chúng ta giao dịch thì chúng ta cần phải đưa ra các cái phương án về mặt kỹ thuật. Chẳng hạn như thị trường của chúng ta bị phá vỡ ở mốc nào, hoặc là cổ phiếu của chúng ta bị phá vỡ ở những cái mốc nào thì chúng ta cần phải bán cổ phiếu ra, hoặc là giảm tỷ lệ margin, hoặc là đưa một cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu đó, tiền mặt trên cổ phiếu về một cái tỷ lệ an toàn, ví dụ như là tỷ lệ 30 trên 70 hoặc là 50 trên 50. Đó thì tất cả những kế hoạch đó là chúng ta đã phải chuẩn bị rất là sẵn sàng, bởi vì thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại thì cũng có nói rồi, đó là nó có thể có xuất hiện những cái phiên giảm điểm rất là bất thường, và chính cái phiên giảm điểm ngày thứ ba chính là một cái phiên giảm điểm bất thường. Còn trong tuần vừa qua thì về mặt kỹ thuật thì cũng không có nhiều các cái phân tích ở trên nhóm mà chủ đạo, thì cũng có nhờ bạn Linh là có cung cấp lại dữ liệu thị trường, và trên cái cơ sở mà cung cấp lại dữ liệu về thị trường như vậy thì cũng có đánh giá sơ bộ được một số các cái kịch bản phân tích về thị trường trong tuần, mặc dù nó không thể sát được bởi vì là chúng ta không quan sát được thị trường thì chúng ta sẽ không thể phân tích sát được, nhưng mà có những cái dữ liệu mà các bạn cung cấp cho Hùng qua điện thoại thì Hùng có phân tích tổng hợp lại, và sau đó thì có những cái lời để bạn ấy có thể đánh lại và gửi lại cho mọi người, thì có gửi lên team không chat NO02 và một số các cái team cộng đồng cho anh chị nhà đầu tư tham khảo. Thì trong tuần vừa qua thì về mặt biên độ biến động thị trường thì nó rất là lớn, biên độ biến động thị trường rất là lớn, thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích vào cuối bản tin. Còn trong bản tin ngày hôm nay thì do là mới mới quay trở lại làm việc nên Hùng sẽ lựa chọn phân tích một số các cái mã nhóm ngành rất là cơ bản, đó là nhóm trụ. Sau đó thì Hùng sẽ phân tích đến nhóm dầu khí. Sau khi phân tích nhóm dầu khí xong thì chúng ta sẽ phân tích nhóm banh chứng khoán, và còn thời gian thì sẽ phân tích thêm nhóm thép. Thì tại cái bản tin này thì tạm thời sẽ là như vậy. Và sau đó đến tuần sau thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ quay lại phân tích bình thường như mọi ngày. Thì đối với thời điểm hiện tại VIX, trong tuần thì VIX có một cái yếu tố kỹ thuật, đó là VIX bị đánh mất. Trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì VIX đã chính thức đánh mất mốc 116. Và thông thường khi cổ phiếu bị đánh mất các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì cổ phiếu nó sẽ chỉnh giảm ở đằng sau đó, và sau đó thì nó đánh mất luôn cả cái vùng 115 ở đây. Với xu hướng hiện tại thì VIX sẽ quay test quay trở lại về nền khoảng quanh vùng 105 đến khoảng vùng 106, và chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu tạo nền tại đây. Vinhome đến thời điểm hiện tại về mặt kỹ thuật thì nó chưa có xấu hẳn.
Trong cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta có kỳ vọng là Vinhome sẽ đánh break vùng 1.120 điểm ở đây, 120 ở đây. Thì trong tuần cũ là Vinhome đã có những điểm chạm kỹ thuật ở vùng 120. Tuy nhiên nó không giữ được, và trong bản tin tuần thì chúng ta có nói đến khả năng xu hướng của Vinhome có thể test lại. Xu hướng Vinhome có thể test lại quanh biên 116, và cái biên này thì trong phiên giao dịch ngày thứ ba là một phiên giao dịch rất là bất thường của thị trường. Thì nó cũng đã đạp về đến cái vùng hỗ trợ rất là sâu ở dưới này, đó là khoảng biên 108 đến biên 110. Ở ngắn hạn thì Vinhome sẽ có xu hướng test lại biên 110, biên 108 trong cái tuần giao dịch mới. Ở VRE trong tuần vừa qua thì giao dịch tương đối là xấu các anh chị, khi mà chính thức là phiên giao dịch ngày thứ hai thì cổ phiếu này đã bị gãy mất vùng 31 ở đây, chính là cái vùng đệm kỹ thuật của nó ở đây, nó đã bị gãy vùng này. Và tiếp tục trong tuần thì VRE tiếp tục bị mất những cái vùng đệm tiếp theo, đó là vùng đệm ở vùng 30, và phiên kết tuần thì bị mất ở vùng 29. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VRE như thế này thì phiên ngày thứ hai khả năng sẽ test lại ở quanh vùng biên 27 đến vùng 27.5, thì chúng ta sẽ quan sát thêm tín hiệu kỹ thuật ở vùng này. Sapeco và Vinamilk. Cổ phiếu Sapeco như vậy là cái trong một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây thì có đánh giá lên đến khoảng vùng 175. Và sau đó thì cổ phiếu này bước vào một cái nhịp chỉnh giảm, và nhịp chỉnh giảm này hiện tại thì phiên kết tuần thì gần như dòng tiền nó cũng không có, còn tín hiệu kỹ thuật thì hiện tại đang đang yếu. Các anh chị nhìn nhìn chung thị trường trong tuần vừa qua thì cơ bản chủ đạo là xu hướng giảm giá là chủ đạo anh chị nhé. Đó, đường MACD nó đang cắm đầu như này thì rất khó các cái mã cổ phiếu có thể tăng điểm được. Đó, thì đấy là một số các cái chỉ báo kỹ thuật mà chúng ta có thể quan sát ngay từ 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 rất là cơ bản. Thì đối với Sapeco sang tuần tới, nếu mà Sapeco vẫn giữ được vùng 160, tức là cái cơ hội phục hồi trong ngắn hạn của cổ phiếu này còn, nếu nó gãy vùng 160 thì xu hướng nó sẽ đi về ở khoảng vùng 150 đến vùng 155. Cổ phiếu này thì nó chủ yếu là nó mang tính tạo lập và giữ nhịp cho thị trường mà thôi. Vinamilk thì trong tuần cũ chúng ta có đánh giá một cái xu hướng khả năng cổ phiếu này sẽ có xu hướng đi ngang, do cái dòng tiền của cổ phiếu này cũng hiện tại nó chưa ổn định. Và nó cũng nằm ở trong một cái bộ tạo lập của thị trường, nên là phiên ngày thứ ba đạp khá là mạnh. Và phiên sau đó thì nó có một cái phiên này thì tí nữa chúng ta sẽ nói sau, nói về thị trường chung thôi. Xu hướng hiện tại thì Vinamilk cũng chưa bị gãy cái nền 86 đến nền 87 ở đây, tức là cái cơ hội để Vinamilk tích lũy lại được ở cái nền này là còn. Thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái ý đồ tạo lập của Vinamilk ở quanh vùng 86 đến khoảng vùng 87. VLC thì sau một tuần nó đi ngang tích lũy ở quanh vùng 30.5, và phiên kết tuần thì nó bị mất cái vùng đệm ở đây, nó hơi hơi xấu. Và xu hướng này thì nó sẽ test lại, ngắn thì nó sẽ ở lại vùng 28, còn sâu hơn thì nó có thể ở khoảng vùng 27 ở đây, tức là xu hướng sẽ quay lại vùng đáy cũ ở đây. GTN trong tuần vừa qua cũng đã bị đánh mất biên ở đây, đó là biên 18 đến biên 18.5. Phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần mới là cổ phiếu này đã bị đánh mất rồi. Và với xu hướng hiện tại của GTN thì nó sẽ có xu hướng test lại biên. Nếu như cổ phiếu này khỏe thì sẽ ở khoảng biên 16 năm, mà sâu hơn thì có thể là sẽ là về lại vùng 16, tức là về lại cái vùng đáy cũ ở đây. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của ngành hàng không, VDC. Trong tuần vừa qua thì tín hiệu kỹ thuật của VDC là một trụ tương đối khỏe. Vì sao? Bởi vì mặc dù thị trường biến động rất là mạnh nhưng cổ phiếu này không gãy cái ý đồ tạo lập của nó ở đây, đó là vùng 117.5. Thì trên góc độ kỹ thuật sang tuần tới thì VDC khả năng vẫn là một cái trụ mà có thể giúp cho thị trường có những cái tính ổn định nhất định nào đó. Thì vẫn kỳ vọng là VDC sẽ có tiếp tục những cái nhịp giữ lại được ở trên vùng 117.5. HVN thì trong trong tuần nó cũng đã bị mất cái vùng 27 ở đây, và khi mất cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây thì nó có xu hướng về lại cái vùng hỗ trợ sâu hơn, và vùng hỗ trợ của HVN ở đây là vùng 25.5 đến vùng 26.
dòng tiền thì đang khá là kém và nó cũng kém chung với cả thị trường thôi, chứ không chỉ riêng gì HVN đâu. Thì chúng ta sẽ quan sát những cái nền tảng tích lũy của cổ phiếu này ở quanh nền 25.5 đến nền 26. AST vùng kháng cự 52 thì trong tuần đã có những điểm đánh chạm, tuy nhiên những điểm đánh chạm này thì nó cũng chưa thể vượt qua. Hỗ trợ kỹ thuật của nó ở quanh vùng 49 đến vùng 50 thì vẫn đang khá là tốt, và khả năng xu hướng thì HVN sẽ có những cái phiên ATS sẽ có những phiên giao dịch ở quanh vùng 49 đến khoảng vùng 52. ACV sau khi chạm vùng kháng cự ở đây đó là vùng 78, vùng 78 đến vùng 80 đây các anh chị, thì đã có phân tích cái vùng kháng cự này rồi. Thì cổ phiếu đã có một tuần giao dịch tương đối là giằng co, và trong ngắn hạn thì sẽ quan sát cái biên hỗ trợ ở đây, đó là biên 74 đến khoảng biên 75, xu hướng sẽ test lại ở đây. Sẽ test lại cung ở đây. Trường hợp nếu như mà vẫn giữ được ở trên vùng 74 cộng thì khả năng hồi phục của nó là còn nếu mà bị gãy vùng 74 thì như vậy là cổ phiếu này cũng sẽ tiếp tục đi vào trend chỉnh giảm. Bảo Việt trong tuần vừa qua thì đã bị down rất là mạnh. Thì trong những cái bản tin phân tích trước thì chúng ta có nói đến một cái vùng kháng cự mạnh của Bảo Việt ở đây, đó là vùng 61 đến vùng 62. Trong những cái tuần giao dịch mà bản tin video số 160 các anh chị có thể xem lại. Và sau đó thì chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 57, và từ vùng này thì nó đã có một cái xu hướng hồi. Trong bản tin tuần thì chúng ta có dự báo cái xu hướng có thể đi ngang ở quanh vùng 58 trước khi 585. Trước khi có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Và trong tuần thì đây là những cái tín hiệu mà có thể nói rằng BVH đã chính thức bị gãy mất cái vùng 57 ở đây. Đó là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối là mạnh trong phiên giao dịch của ngày thứ 3. Và khi mà cổ phiếu bị gãy hỗ trợ kỹ thuật thì thông thường là cổ phiếu sẽ đi tìm về lại những cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Ngắn hạn thì BVH sẽ test lại biên ở vùng 52 đến khoảng vùng 53 trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật phân tích tiếp theo. Một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành Mansan thì Mansan ở trong tuần vừa qua là tích cực hơn cả so với tất cả các cái mã cổ phiếu trụ. Về mặt ý đồ tạo lập thì cổ phiếu này đã đạt cái vùng 115 trên vùng 115 và đang có những phiên mà nó đang kéo vượt thoát ở cái vùng này. Thì về ý đồ tạo lập ở phiên bên này, ở bên này là nó không có break được, qua vùng 115 qua vùng 116, 115. Còn hiện tại thì nó đang có những cái điểm test qua ở vùng 115. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì Mansan có thể sẽ test lại ở quanh vùng 113 trước khi mà nó hình thành cái xu hướng tiếp theo. Tín hiệu kỹ thuật thì Mansan hiện tại đang khá là ok. Đối với MML thì chúng ta sẽ phân tích kỹ thuật ở trên bản tin tuần, và ở cái vùng 56.5 là cái vùng mình đã có khuyến nghị các anh chị có thể canh mua cổ phiếu này, và chúng ta chờ một cái tín hiệu kỹ thuật khi mà nó đánh vượt thoát vùng 65 ở đây. Với một lực cầu mạnh thì nó sẽ mở một cái trend kỹ thuật rất là dài của MML. MSR cũng là một mã cổ phiếu rất là quen thuộc và rất nhiều anh chị em đánh cái mã cổ phiếu này. Và khi nó về đến khoảng vùng 23.5, đó là vùng kháng cự, thì cũng đã có những cái khuyến nghị là chúng ta sẽ canh chốt ở vùng này. Và đến thời điểm hiện tại thì nó đang rơi về lại những cái vùng hỗ trợ khá là sâu, và những cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ bắt đầu quan sát những cái tín hiệu đảo chiều, đảo pha xu hướng của cổ phiếu. Đó là vùng hỗ trợ 18 đến khoảng vùng 18.5, đó là những cái vùng biên hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta sẽ quan sát. VWG thì đối với MVWG thì là một cái trụ mà cũng có nói đến cái kết quả kinh doanh của cổ phiếu này tương đối tốt và tương đối ổn định trong mùa dịch. Và trong tuần thì nó cũng đã đánh về vùng 168, và biên của nó ở đây là bao nhiêu đấy ạ? Biên của nó là 164.5 đến biên 168, và MVDG thì đã đánh vượt thoát ở cái vùng biên ở trên này, và dòng tiền thì đang duy trì tương đối tốt và tương đối ổn định. Với xu hướng hiện tại thì MVDG sẽ đánh về khoảng vùng giá 182. Và kỳ vọng thì cổ phiếu này có thể có một cái kênh kỹ thuật ở đây là nó kéo vượt thoát vùng 182, sau đó thì nó test cung lại thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. Hiện tại trụ PNG cũng đang giao dịch tương đối là tốt và tương đối là ổn định. Trên góc độ kỹ thuật thì
cổ phiếu PNG cũng đã chạm về cái vùng ở đây, đó là vùng kháng cự ở khoảng 105. Tương đối là tốt anh chị, và nó đang có hai phiên test. Thì phiên test thứ nhất nó đang test trên vùng 105, và phiên test thứ hai thì dự kiến nó sẽ có thể có những cái điểm test lại quanh vùng 103. Vùng này mà không gãy thì đây cũng là những ý đồ tạo lập của PNG rất là hay trên con đường hành trình về vùng 115. Trụ PNG khá là ok. Nhóm nhựa chúng ta phân tích mã cổ phiếu Bình Minh. Thì Bình Minh ở trong ý đồ tuần thì chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ của nó ở đây 58.5. Tuy nhiên phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cổ phiếu này cũng đã bị thủng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, và khi cổ phiếu bị thủng vùng hỗ trợ kỹ thuật thì nó như vậy thôi, nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Trong ngắn hạn thì phiên giao dịch ngày thứ hai khả năng là BMP sẽ test lại vùng 56, nó khoảng vùng 56.5, thì sẽ quan sát thêm, phân tích thêm những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu này ở quanh cái vùng này. Cổ phiếu ba con A cũng đã có một cái tuần giao dịch trước ở đây rất là tốt, và chúng ta đã đưa được cái target của ba con A về đến vùng 20. Sau khi mà nó về đến vùng 20 rồi thì nó đã có một cái nhịp sọt, và những cái nhịp sọt này thì chúng ta đánh giá ở vùng 18.5. Nôm na là cổ phiếu này phải trong các cái nhịp test giữ cung, nó phải giữ được ở trên vùng 18.5 cộng. Nếu mà trường hợp gãy 18.5 thì nó sẽ là xấu. Và trên bản tin tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là sau khi mà cổ phiếu này test ở vùng 18.5 bị thất bại thì cổ phiếu nó đã tụt tụt đằng sau đó, với cái tín hiệu dòng tiền cắm đầu đi xuống rất là mạnh ở đây. Anh chị có thể nhìn thấy đây, bắt đầu từ đây là dòng tiền bắt đầu cắm đầu rất là mạnh, và chỉ số đường MACD ở đây chính là đường MACD trên trên đến tuần là đã bắt đầu bước vào một cái chu kỳ của sự giảm giá. Thì thông thường là như vậy, khi mà có những đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là cơ bản để có thể phán đoán cái xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu. Với tín hiệu này thì Bao Na khả năng sẽ chỉnh giảm về khoảng quanh vùng 16, 16, 16 năm. 16, 16 đến 15 năm, 15 năm đến khoảng vùng 16, và thậm chí sâu hơn nó có thể test lại vùng 15, bởi vì Hùng thấy tín hiệu thị trường hiện tại đang tương đối là yếu. DAG chúng ta có đánh giá cái vùng dự kiến kỹ thuật của nó phục hồi ở vùng 5.7, tuy nhiên vùng này cũng đã bị thất bại ở trong tuần vừa qua. Và với tín hiệu thất bại này thì xu hướng của DAG nó cũng có thể quay lại vùng 5.15, khoảng vùng 5 chấm đến khoảng vùng 5.15 ở đây, 5.2 ở đây. Xu hướng chủ đạo là vẫn đang là xu hướng giảm giá anh chị. Đối với G, G chúng ta sẽ xem nào. G như vậy là sau khi mà cổ phiếu này đạt đến cái vùng 58 đúng không ạ? Vùng 58 đến vùng 60 ở đây. Thì G đã chỉnh giảm, và chúng ta cũng đã có những cái đánh giá những cái nhịp hồi phục kỹ thuật. Trong tuần thì G đã chính thức bị mất vùng G mất vùng 56, xong đó tiếp tục bị mất vùng 54, và đến thời điểm hiện tại kết tuần thì nó đang giao dịch ở khoảng vùng 52. Thì vùng 52 này cũng là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên với cái sự biến động mạnh của dòng tiền như thời điểm hiện tại thì vùng 52 này khả năng theo Hùng thì nó cũng sẽ khó giữ, và nó sẽ có xu hướng test lại biên ở vùng 50 đến khoảng vùng 51 của G. Các mã ngành công nghệ gồm có FPT. Về ý đồ tạo lập của FPT thì trong một cái xu hướng ở trước trước đây đúng không ạ? Trước đây khi mà cổ phiếu này giao dịch ở biên khoảng biên 80, sau đó thì đến biên 85.5, vì về mặt ý đồ thì vẫn đánh giá rằng FPT vẫn đang nằm ở một cái kênh xu hướng uptrend. Khi mà cái vùng tạo lập ở vùng 80 này nó test rất là đẹp, và nó đã có những cái tuần để nó đánh lên ở trên quanh vùng 90 cộng. Thì đối với FPT, đối với FPT ở trong cái thời điểm mà ngắn hạn thì chúng ta có thể quan sát những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở quanh vùng 88, hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 88. Khả năng là nó sẽ có một hai phiên test lại vùng này, vùng 88 đến vùng 90 ổn định thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá mới. DGW
DGW ở trong tuần cũ thì chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ 127.5 xu hướng ở trong nhịp này thì Nhung có đánh giá là sẽ đánh vượt thoát vùng 140 để có thể đi về tiềm cận ở vùng 145 đến vùng 150. Đây đang là những cái vùng kháng cự khá là mạnh. Các anh chị mà có đi mua thì chúng ta có thể canh bán ở vùng vùng này. CMG một mã cổ phiếu về mặt công nghệ cũng rất là quen thuộc và những cái vùng đệm kỹ thuật ở khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35 đó là vùng hỗ trợ, còn lên đến vùng 39 đến vùng 40 là kháng cự và về đến cái vùng này thì cũng đã có khuyến nghị là chúng ta nên bán. Ngắn hạn thì cổ phiếu có thể test lại ở vùng 35 và về đến vùng này thì chúng ta sẽ quan sát thêm các cái ý đồ tạo lập ở đây. ITD thì nó đánh tương đối là tốt và cổ phiếu này thì có đánh giá rằng trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ xem ở trên biểu đồ nến tuần. Và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng chạm lại cái target cao nhất của cổ phiếu này, đó là 18 trên 18, và đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta chú ý, nếu có thì chúng ta sẽ canh để chúng ta bán ra chứ chúng ta không thể mua vào nữa. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí thì chúng sẽ xem lại giá dầu trong tuần vừa qua thì không biết là giá dầu đang như thế nào. Giá dầu đã có hai phiên rơi khá mạnh nhưng kết tuần cuối tuần thì nó lại đang có sự phục hồi tương đối là tốt. Khả năng hai cái phiên này rơi mạnh nên là nhóm P cũng bị đạp, bắt đầu là phiên giao dịch của ngày thứ ba là P cũng đang bị đạp theo, thì chúng ta sẽ xem là giá dầu như vậy. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ xem nhóm P. Đối với gas ở trong ý đồ tạo lập trong bản tin tuần chúng ta có đánh giá về xu hướng của gas có khả năng đi lên khoảng vùng giá 100. Phiên ngày thứ hai đây là phiên mà gas test lại vùng 95 cộng bị thất bại. Chính vì vậy nên là nó sẽ có những cái điểm mà đạp đạp về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Còn trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì gas có thể sẽ quay về test lại biên 88 đến khoảng biên 90. Tức là phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới thì gas sẽ có xu hướng test lại ở vùng biên này để xác nhận xu hướng là có đánh tiếp hay không thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng này. PLX trong tuần cũ sau khi mà PLX đánh mất cái vùng biên ở đây đó chính là vùng 55.5 đến khoảng vùng 56 thì cũng có đánh giá dự kiến là xu hướng là nó sẽ đi ngang ở quanh cái vùng khoảng vùng 54 đến khoảng vùng 55 ở đây, tức nó sẽ đi ngang. Và đối với PLX thì trong tuần nó cũng đã có những cái nhịp sọt tương đối là mạnh. Và với những cái góc độ như thế này thì cổ phiếu này cũng đã bị phá vỡ tính kỹ thuật của nó ở đây rồi, nó bị phá vỡ ở đây. Khi mà cổ phiếu này bị mất vùng 55, đây các anh chị, mất vùng 55.5 đến vùng 56 là nó đã phá vỡ cái tính kỹ thuật ở đây. Bởi vì trong một cái trang kỹ thuật của nó, khi nó đi ở trên này nó đang có những cái nhịp hồi lên, long lên và sọt xuống. Thì nếu cổ phiếu đánh tiếp thì nó phải giữ được cái mốc ở đằng dưới này. Còn khi mốc dưới bị mất thì thông thường là cổ phiếu sẽ bị bán ra đằng sau đó. Và trên thực tế thì Pelic đã bị bán mạnh ở sau đó. Ngắn hạn Pelic sẽ test lại vùng 50 và sâu hơn có thể ở vùng 48. Cũng là một mã cổ phiếu có cái tính đầu cơ tương đối là cao. Và trong tuần vừa qua thì PET có cái tính giao dịch ổn định hơn cả so với các mã cổ phiếu của nhóm P. Trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ quan sát cái mốc hỗ trợ của PET ở khoảng quanh vùng 20.7 và cái mốc kháng cự của nó ở vùng 23. Thì liệu là PET có đánh vượt cái đỉnh lịch sử của nó ở đây hay không thì hiện tại là chúng ta sẽ chưa có cái sự đánh giá. Trong trường hợp nếu như mà vùng 20.7 mà không gãy thì cái cơ hội để pet đi tiếp là còn, còn nếu mà gãy 20.7 thì gần như nó cũng 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 hết sóng. PXS trong tuần thì giao dịch tương đối là xấu khi mà cổ phiếu này bị gãy vùng hỗ trợ 6.35, và thông thường khi gãy hỗ trợ thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Vùng hỗ trợ sâu hơn của nó ở đây là vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.65, và dự kiến thì nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh đây. Quanh đây thì chúng ta sẽ quan sát thêm để chúng ta xem thử cái đáy này nó có tín hiệu đảo chiều không. Nếu có tín hiệu đảo chiều chúng ta sẽ bắt bắt đáy để chúng ta đảo hàng, còn nếu mà không có tín hiệu đảo chiều thì chúng ta sẽ phải có những cái biện pháp để chúng ta xử lý cổ phiếu này. Bởi vì khi vùng 5.5 mới bị gãy thì cái xu hướng nó sẽ bị đạp mạnh đằng sau đó, cái câu chuyện nó là như vậy.
Ba mã cổ phiếu tiếp theo trong nhóm P, chúng ta sẽ nói đến PVS. Thì như vậy đến thời điểm này thì có thể khẳng định rằng cái ý đồ tạo lập để mà PVS đánh vượt thoát vùng kháng cự 31 là không còn các anh chị nhá. Bởi vì sao? Bởi vì trong bản tin tuần thì khi mà PVS đã bị gãy mất vùng 29, đây là các anh chị này, là đã xấu rồi. Thì khi PVS đã gãy vùng 29 thì cũng có đánh giá về cái xu hướng là khả năng là PVS sẽ đi về vùng 26 đến vùng 26.5. Và trong tuần thì PVS cũng đã chính thức bị mất vùng 26 luôn. Đó, mất vùng 26 luôn. Và khi bị mất những cái vùng hỗ trợ quan trọng như thế này thì cổ phiếu nó sẽ bị đạp thôi. Và nhìn cái xu hướng dòng tiền nó đang đi xuống như này thì cổ phiếu rất là khó để tăng điểm. Ngắn hạn thì PVS có thể test lại vùng 22.8 sâu hơn thì có thể đạp về vùng 21 đâu các anh chị. Khả năng thì cái vùng này, đó, vùng 21 đến khoảng vùng 22 ở đây. PVD cũng hoàn toàn tương tự như PVS. Ở trong một cái ý đồ tạo lập thì chúng ta khi mà PVD đánh lên ở đây này thì nó vẽ một cái vùng vùng kháng cự rất là dài đây của nó, đó chính là vùng 23.5 đến vùng 24. Hẳn chúng ta xem những cái bản tin tuần thì chúng ta sẽ rất rõ cái vùng kháng cự này của PVD. Và sau đó thì những điểm test cung và điểm test cung chính xác là vùng 22.5 này nó bị thất bại. Và trong bản tin tuần thì cũng có nói đến vùng 21 và vùng 21 này của nó cũng bị thất bại nốt. Đó, và khi mà cái vùng 21 này mà bị phá thì chắc chắn rằng là cổ phiếu sẽ bị đạp về vùng 18. Vùng 18 này cổ phiếu nó sẽ có thêm 1 đến 2 phiên tích lũy ở đây. Nó sẽ có 1 2 phiên tích lũy ở đây mà vùng 18 mà bị đạp gãy tiếp. Đó, cái câu chuyện là nếu vùng 18 chưa chắc đã được giữ được đâu thì nó sẽ đi theo như này các anh chị, đó, nó sẽ đi như này, tức là nó có thể nó sẽ có về đến đây, nó có một cái nhịp long ngắn, và cái nhịp long ngắn nó phải đảm bảo được tính kỹ thuật là nó không được gãy vùng 18. Đó, cái câu chuyện cổ phiếu như vậy. Và hiện tại thì bây giờ là chúng ta đang đi dò lại những cái đáy của cổ phiếu, thì chúng ta sẽ chờ đến lúc nào mà cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật tích đáy tạo nền thì cái đó chúng ta sẽ bắt. Tuyệt đối là chúng ta không bắt những cái phiên rơi mạnh như này, bởi vì chúng ta không biết đâu là đáy các anh chị. PVT, như vậy là PVT, đây PVT thì chúng ta có đánh giá vùng kháng cự của nó là vùng 22 đó các anh chị. Đây, đó, kháng cự, và trong một cái nhịp hồi phục này thì cũng kỳ vọng là đạp đưa về lại cái vùng kháng cự, nhưng mà cổ phiếu PVT đã không thể về lại vùng kháng cự. Và mấu chốt vấn đề thì nó cũng đã bị mất vùng 20.5, và sau khi mất vùng 20.5 thì cái xu hướng là cổ phiếu sẽ bị đạp mạnh ở sau đó, nó là điều tất yếu thôi. Ngắn hạn thì PVT có thể sẽ bị đạp về quanh vùng 17, và vùng 17 mà không giữ được thì sâu hơn nó có thể là nó sẽ đi lại khoảng vùng 15.5 đến vùng 16. Và đây sẽ là những cái vùng mỏ vàng ở đây rồi. Đó, mỏ vàng nó nằm ở đây rồi, và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá kỹ thuật ở đây để chúng ta, đấy, ví dụ như ở đây chúng ta phân tích một sóng lên của PVT, và sóng lên này thì đã phân tích lên đến được đến vùng 22, thì bên này là một sóng xuống, vậy sau một sóng xuống này thì chắc chắn sẽ có một sóng lên. Vấn đề là thời điểm nào nó lên, thì đó là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ tìm kiếm những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu ở đây để chúng ta phân tích thêm. Cổ phiếu OI đến thời điểm hiện tại thì chính thức là OI bị mất vùng 15. Đây các anh chị, đó, sau khi mà nó đánh ở vùng 10, 10, 15 đến 16 thì cũng đã trong cái tuần cũ, tức là tuần video số 161 thì chúng ta có nói đến ý đồ là kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ kéo vượt thoát vùng 16 và test lại 16 không gãy. Tuy nhiên ý đồ này đã không thành khi mà cả hai lần công của cổ phiếu OI bị thất bại ở vùng 16 cộng. Và khi nó thủ quân thì nó phải phải giữ được ở mốc nào? Đó là nó phải giữ được mốc 15, và mốc 15 này bị mất thì chính thức là OI nó cũng bị gọi là đạp. Và với tín hiệu đạp hiện tại thì OI cũng đang bị rơi rất là mạnh cùng với các mã cổ phiếu của nhóm ngành P, và với xu hướng này thì OI sẽ quay về lại vùng 10 11 11 đến khoảng vùng 11.5 anh chị, xu hướng là như vậy. BSR trong tuần cũng tương đối xấu khi mà cổ phiếu này đã không chặn lại được ở chính xác là ở vùng 20, và sâu hơn đó là ở biên 19 năm đến biên 20. Và khi biên này nó bị mất thì xu hướng là như vậy thôi, nó sẽ bị đạp. Và trong tuần thì vùng 18, vùng hỗ trợ 18 cũng chính thức bị phá, và vùng 18 mà nó bị phá rồi thì nó sẽ đi về khoảng biên 15.5 đến khoảng biên 16 anh chị.
POVK thì gần như không có cơ hội rồi, bởi vì POVK là nó là xấu nhất và nó là yếu nhất ở trong nhóm P. Đó, và trên góc độ kỹ thuật thì đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, Hùng đã vẽ một cái mũi tên tương đối dài để mô phỏng một cái quá trình của POVK nó đang nằm ở một cái xu hướng downtrend. Đó, và khi một cái xu hướng downtrend thì nó có thể nó có những cái lực hồi phục kỹ thuật ngắn, nhưng mà sau đó thì nó rơi đây anh chị này. Và POVK thì nó cũng nằm ở trong một cái tín hiệu xấu khi mà nó bị phá ở biên 11 ở đây. Khi mà phá biên ở 11 rất xấu. Trường hợp nếu như tuần tới mà POVK có thể lấy lên được biên 11 cộng thì ok, nhưng nếu mà bị tiếp tục bị không không lấy lên được biên 11 cộng thì xu hướng là nó có thể đạp về lại vùng 9 đó các anh chị. Xu hướng là có thể đạp về vùng 9. Rồi, bây giờ mình sẽ phân tích một cái nhóm ngành rất là quan trọng của chúng ta, đó là nhóm banh và nhóm chứng khoán. Thì trong cái thời điểm mà thị trường đã tăng, thị trường chung đã tăng rất tốt trong cái quãng thời gian vừa qua, thì chúng ta không thể không kể đến nhóm banh và chứng khoán. Banh và chứng khoán đã góp vào phần điểm số rất lớn của thị trường. Và cái câu chuyện mà mường tượng đến một cái thời điểm mà khi banh và chứng khoán chỉnh thì ai sẽ là người thay thế, ai sẽ là người thay thế, thì đến thời điểm hiện tại trụ là người thay thế, nhưng trụ không thể đủ năng lực, không thể có thể cân lại được cái sức giảm điểm của nhóm banh và nhóm chứng khoán. Chính vì vậy nên nó đang bị lệch tông. Khi mà nhóm trụ có tăng, có giữ được nhịp, nhưng banh chứng khoán cùng với đó thì nhóm P và các cái nhóm ngành linh đinh nó chỉnh giảm thì nó không không thể kéo lại được các anh chị, không thể neo giữ lại được. Và cái sức giảm của nhóm banh và nhóm chứng khoán nó có thể khi tăng thì nó tạo thành sóng thần tăng, nhưng khi giảm thì nó cũng sẽ tạo thành sóng thần giảm. Cái câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. Và tí nữa thì chúng ta sẽ đi nhìn nhận lại một cái góc độ tổng quan của nhóm ngành banh và chứng khoán, xem thử là cổ phiếu nhóm banh nó tăng đến đâu rồi, nó đã chạm những cái kháng cự mạnh hay chưa, thì chúng ta sẽ đánh giá sâu hơn cái nhóm banh này. Và thành hay bại của thị trường trong phiên giao dịch tuần tới, Hùng Lê nói như vậy, nó phụ thuộc rất lớn, rất nhiều đến cái xu hướng giao dịch của nhóm banh và nhóm chứng khoán đó. Thì nó quan trọng đến mức như vậy, nên là các anh chị cũng có thể hình dung được là cái nhóm này là cái nhóm ruồng cột của thị trường, và nếu như mà nó tiếp tục chỉnh giảm thì cái cơ hội mà thị trường để mà phục hồi ở trong tuần tới gần như không có. Thì đối với Vietcombank ở trong trong bản tin phân tích tuần thì Hùng đã đưa được cái target của nó cao nhất ở vùng 115. Và đây là cái target mà tương đối cao, tương đối mạnh của Vietcombank, và cái biên chỉnh của nó ở 113 đến 115. Thì trong tuần Vietcombank đã bị phá cái biên 115 ở đây. Chính vì khi nó phá nên nó sẽ đi test lại những cái vùng biên thấp hơn, thì kỳ vọng ở trong ngắn hạn đó là Vietcombank sẽ có những điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 106 đến khoảng 107.5, không gãy ở đây. Thì như vậy là khá thì cái cơ hội để mà nó giữ nhịp cho nhóm banh các anh chị, và nó giữ nhịp cho thị trường, nó là ok. Cổ phiếu BIDV trong tuần thì cũng đã có những cái điểm kéo lên vùng 48 cộng. Nói chung ở đây vùng 48 đến vùng 49 đây đang là những cái kháng cự rất là dài của bit, thì đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể canh chốt bớt. Những cái vùng hỗ trợ ngắn của nó ở đây đó là khoảng vùng 43.5 đến vùng 44 ở đây các anh chị, thì chúng ta có thể canh mua. Về bit thì tạm thời vì thị trường chung nó chưa có những cái xác nhận, nên là chúng ta sẽ quan sát ở hỗ trợ và chờ đến khi mà thị trường chung có xác nhận tín hiệu hồi thì các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm bit chúng ta có thể mua thêm ở cái vùng hỗ trợ này, và sau đó thì hồi lên T cộng của chúng ta có thể canh để chúng ta bán ra. Tạm thời là chúng ta sẽ đánh ngắn như vậy. Đối với ACB là có chia cổ tức nhỉ? À không. ACB thì trong tuần chúng ta nói đến cái vùng vùng đánh giá về mặt kỹ thuật của nó ở vùng 36 trong một cái ý đồ tạo lập, có thể đánh được lên đến khoảng vùng giá 40. Tuy nhiên tín hiệu kết tuần của ACB như thế này thì nó chưa xấu các anh chị nhé, nó chưa xấu nhưng nó không tích cực. Tức là nó tích cực là nó phải đóng được ở trên khoảng vùng 36 cộng cơ. Nhưng hiện tại thì nó vẫn nằm ở trong cái biên 35 đến biên 36 với một cái cây nến rút chân tương đối là tốt ở trong phiên giao dịch của ngày thứ 6. Thì tuần mới thì chúng ta sẽ quan sát ở biên 35 đến khoảng biên 36 trước khi có những cái định lượng tiếp theo. Trường hợp nếu như mà ACB bị mất
mất cái vùng ở đây này, khoảng vùng 33.5 các anh chị, 33.5. 33.5, nếu bị mất vùng 33.5 là xấu các anh chị nhé. Nếu mà những tài khoản nào mà đang cầm ACB trường hợp mà mất 33.5 là xấu. CTG. Công thương thì nói đến công thương thì công thương chia hay sao mà cái đồ thị nó lại bị bay hết ra này, hình công thương chia. Tại vì tuần vừa qua là cũng không có theo dõi thị trường nên là cũng không 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 có biết được, là không biết là công thương chia không. Thì đối với công thương thì chia hay không thì chúng ta có, nếu mà chia thì các anh chị có thể xem cái giá trước chia và sau chia. Nhưng ở cái vùng mô hình của công thương ở đây đó là đỉnh 42, đang là cái đỉnh kháng cự rất là mạnh của công thương. Thì nó bắt đầu chỉnh giảm đây, chỉnh giảm và trong tuần vừa qua thì nó đã test lại biên. Trong ngắn hạn thì công thương chưa xấu, trong ngắn hạn thì công thương chưa xấu khi mà vùng 36.5 đến vùng 37.5 của công thương còn giữ được. Trường hợp nếu như tuần tới mà công thương không giữ được cái vùng 36.5 ở đây thì xu hướng nó sẽ đánh xuống anh chị nhé. Và như thế thì gần như chúng ta chỉ xem một số các mã cổ phiếu nhóm banh thôi thì chúng ta cũng có thể đoán được cái xu hướng của thị trường rồi. Đó. MBB thì như thế này là chưa xấu này. MBB thì đang tích cực hơn cả so với nhóm banh. Trong các phân tích kỹ thuật thì MBB có dự báo cái target của nó ở vùng 44 đến vùng 45, thì về mặt lý thuyết là đạt rồi anh chị nhá, còn chưa có xây được cái target mới đâu. Và về đến vùng này thì dự kiến MBB sẽ có những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật, và những cái điểm chỉnh kỹ thuật của nó quanh vùng 42 là đẹp. Trong tuần thì có những cái phiên sập nhưng mà nó kết tuần thì nó cũng suýt soát được gần 42. Thì ngắn hạn thì các anh chị có thể quan sát MBB ở quanh vùng 42 và biên dưới của nó ở đây là 39.5. Nếu như cổ phiếu này vẫn nằm ở được ở trong cái biên kỹ thuật này thì chúng ta có thể cầm nắm tiếp. Còn nếu như mà cổ phiếu mà bị gãy mất biên 39.5 thì xu hướng của MBB cũng sẽ xấu, các anh chị lưu ý. VPBank ở trong thời điểm hiện tại thì nó cũng nằm chủ đạo ở trên góc độ về mặt tạo lập, về mặt kỹ thuật thôi. VPBank thì chúng ta có nói đến ba cái mốc, đó là mốc thứ nhất là mốc 65, mốc thứ hai là mốc 70 và mốc thứ ba đó là mốc 75, tức là 75 là kháng cự khá khá là mạnh ở trên này. Hiện tại thì VPBank cũng đang bị mất cầu, chính vì vậy nên là ở những cái lực đi này thì thông thường là được hiểu theo hai hướng. Một là tạo lập sẽ phân phối hàng bằng cách là họ cứ đi chậm rãi như này, và sau khi mà họ có những cái phiên kéo lên xả sọt đây xong ở đây vào phân phối xong thì nó sẽ có những cái điểm đạp sọt mạnh ở sau này, thì đấy là cái dấu hiệu để chúng ta xác nhận rằng VPBank hết sóng. Còn trong ngắn hạn thì VPBank vẫn đang giữ được ở biên 65 đến khoảng biên 70, thì như vậy là chúng ta sẽ tạm yên tâm, nói chung là tạm yên tâm về các cái yếu tố tạo lập của nó. Techcombank thì cũng hiện tại là cũng tích cực hơn cả so với tất cả các cái mã cổ phiếu của nhóm banh, và nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng về mặt ổn định, về mặt tâm lý. Tech đã có những điểm test lại khoảng vùng 53.7 không gãy ở trong tuần vừa qua với lực cầu tương đối ổn định trên 30 triệu cổ phiếu một phiên. Với ý đồ này của Tech thì chúng ta sẽ chờ lúc thị trường ổn định mà Tech vẫn giữ được cái biên 53.7 thì xu hướng Tech sẽ đánh tiếp ở đây. Tech đang tạm ổn. TVBank thì TVBank đây vùng 4x là vùng kháng cự, nói chung 39 đến 40. Trong tuần thì Tech cũng đã có những cái điểm về lại gần cái vùng 39 ở đây, và sau đó thì nó cũng đang có những cái điểm giao dịch gọi là giao dịch với một cái biên biến động tương đối mạnh. Ngắn hạn thì nó chưa xấu khi mà cổ phiếu này vẫn giữ được ở khoảng vùng 36. Đó, biên 36 này mà giữ được thì cái cơ hội mà để mà nó đánh lại về vùng 39 đến vùng 40 là còn, về đến vùng đó thì chúng ta cũng sẽ canh để chốt thôi, chứ còn không mở mua mới ở những cái vùng như vậy. HDBank, như vậy là HDBank cũng đang gặp phải một cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây, đó là vùng 38 đến khoảng vùng 39 ở đây. Vùng 38, vùng 39 rất là mạnh ở đây, và trong tuần thì cũng đã có những điểm công lại vùng 38 nhưng nó không giữ được.
Với góc độ kỹ thuật hiện tại thì HD Bank chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng 34.5. Trường hợp nó vẫn giữ được 34.5 thì như vậy là ok, còn nếu mà bị mất vùng 34.5 thì đó là một tín hiệu tương đối xấu. SHB thì cũng có những đánh giá về những nhịp hồi phục ngắn, về lại ở khoảng vùng 31.5. Ở trong tuần thì đã có những điểm đánh về vùng 32, tuy nhiên nó không giữ được những cái lực cầu tốt nhất và bắt đầu quay lại hai phiên kết tuần thì là bị đạp tương đối là mạnh, và đường dòng tiền cắm đầu đi xuống đường MA cũng đang có những cái tín hiệu đảo pha. Sang tuần thì khả năng cao là SHB sẽ test lại vùng 24.5 đến khoảng vùng 26.5. Trường hợp nếu như bị gãy vùng 24.5 thì như vậy đó một tín hiệu kỹ thuật tương đối xấu của cổ phiếu SHB. STB trong tuần thì cũng đã có những phiên rất tích cực khi nó đánh vượt thoát được vùng 32 cộng. Tuy nhiên là vùng 32 cộng đã không giữ được, và chính vì nó không giữ được vùng 32 cộng ở đây nên nó sẽ quay lại, nó lại có xu hướng quay lại, test lại. Và xu hướng này thì nó sẽ test lại ở khoảng vùng biên 28 đến biên 29 ở trong tuần tới. Liên Việt Postbank thì cũng chưa hẳn là đã xấu, chưa hẳn là đã xấu. Khi mà Liên Việt Postbank vẫn giữ được ở đây là vùng 26.5, tức là biên 26.5 đến biên 27, ở trong một cái nhịp đạp ở trước đây thì nó vẫn đang giữ được, và trong ngắn hạn thì khả năng nó sẽ cùng với nhóm bank thì nó sẽ test lại biên này thôi, cái biên 26.5 đến 27.5 này nó sẽ test lại. Nó sẽ test lại biên này ổn định và giữ được thì nó có thể có những cái lực hồi phục ở đằng sau này thì cũng sẽ có thêm đánh giá. BVB như vậy là trong tuần cũng đã có những điểm đánh rất tích cực khi mà nó thoát lên đến vùng 24.5 và thậm chí là suýt soát chạm vùng 26. Thì cái vùng 26 này là vùng kháng cự, thì ở đây chúng ta có đánh giá một cái nhịp hồi ngắn thôi. Đó, những nhịp hồi ngắn khi mà BVB chạm, đây các anh chị này, BVB chạm vùng 22 đến vùng 23 thì có đánh giá một cái lực hồi ngắn, và cái lực hồi ngắn này thì về cơ bản là nó có đạt. Đó, và sau khi nó chạm lại vùng 26 ở đây thì đương nhiên là nó bị xả, khả năng đó là vùng kháng cự mạnh mà các anh chị đây này. Nó vùng kháng cự rất mạnh và nó xả, nó chạm đến gần vùng 26 thì nó bị xả ở trong cái phiên giao dịch ngày thứ ba. Thì ngắn hạn là BVB bị mất này, bị mất vùng 21 là xấu, đánh giá vùng 21 là xấu. Và trong phiên giao dịch tuần mới thì chúng ta chú ý đến vùng 20, trường hợp nếu như bị gãy vùng 20 ở đây này thì như vậy là tín hiệu kỹ thuật của BVB tương đối là kém, và khi vùng 20 bị gãy thì xu hướng BVB sẽ bị đạp tiếp anh chị, sẽ bị đạp tiếp. Ngân hàng thì chúng ta sẽ phân tích thêm mã cổ phiếu MSB, ngân hàng hàng hải. Thì đối với MSB là trong phân tích là chúng ta có kỳ vọng là MSB sẽ đánh vượt thoát vùng 32. Tuy nhiên là trong tuần giao dịch cũ đúng không ạ? Đây anh chị có thể xem lại đây. Thì nó cũng đánh suýt soát được lên đến vùng 32 và sau đó thì nó bị một lực đạp tương đối mạnh ở đây. Tức là cái vùng kháng cự 32 là vùng kháng cự tương đối mạnh. Thì sau cái lực đạp này thì cái tín hiệu tích cực nhất của MSB đó là vùng 28 đến vùng 28.5 hiện tại là đang đọng lại được ở đây. Thì cái xu hướng là sang tuần tới thì từ cái vùng kháng cự này thì nó sẽ quay trở lại, nó test lại cung ở đây. Đó, nó sẽ test lại cái biên này, và cái biên này giữ được hay không thì chúng ta sẽ quan sát thêm các cái tín hiệu kỹ thuật. Đó, nó đóng cửa trên khoảng vùng 28 cộng thì như vậy là vẫn còn cơ hội. Còn nếu mất vùng 28 thì như vậy là gần như cái khả năng đánh tiếp của MSB nó cũng rất là thấp. ABB thì thời điểm hiện tại thì cũng đang tích cực hơn cả so với các mã cổ phiếu của nhóm banh, vùng 22, 22, 225. Đây là cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật và kháng cự của nó ở khoảng vùng 25. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán. Như vậy thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy tổng quan rằng tất cả các mã cổ phiếu nhóm banh đang chạm về những vùng kháng cự rất là mạnh. Ví dụ công thương ở vùng 42. Đó, ví dụ như vậy. VUBank ở vùng 70. Đó, rồi HD Bank, rồi MBB, ACB, vân 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 vân, và một số các mã cổ phiếu. Chính vì vậy nên là khi mà nhóm bank chạm về một vùng kháng cự mạnh như vậy thì nó phải cần có một cái yếu tố nào đó đột biến để nó đánh break hẳn lên.
đó thì nó lại mở một cái trend kỹ thuật mới, còn nếu không thì nó sẽ bước vào một cái xu hướng, một cái chu kỳ chỉnh giảm về mặt kỹ thuật để tạo nền tạo đáy đó. Bởi vì khi mà banh giảm, cái câu chuyện là khi banh và chứng khoán giảm thì ai sẽ là người thế chân, và đến thời điểm hiện tại là chưa có cái nhóm ngành nào có thể đủ sức để mà thế lại chân trong cái thời điểm mà banh và chứng khoán giảm, nên là thị trường của chúng ta đang giảm rất là sâu là vì như vậy. Cổ phiếu SSI chúng ta sẽ đi view về nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với SSI, trong một cái target kỳ vọng là dự kiến sẽ đánh về vùng 6x khi mà cổ phiếu này phải test lại cung kỹ thuật của nó ở vùng 56 không gãy. Trên tín hiệu kỹ thuật thì vùng 56 của SSI đã bị mất. Chính vì vậy nên là cái xu hướng về mặt kỹ thuật ở đây, khi mà SSI mất ở vùng 56 thì nó sẽ có cái xu hướng test lại biên sâu hơn, đó là biên 48.5 đến khoảng biên 50. Khả năng SSI trong tuần tới sẽ quay về lại biên này. Đối với HCM, HCM là đã đạt được cái target phân tích tuần, đó là vùng 55 đến khoảng vùng 56. Dự kiến những cái điểm test cung kỹ thuật ở vùng 53.5, nhưng điểm này chính xác là đã bị mất trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. Thông thường là như vậy thôi, khi mà các cái điểm mà phân tích kỹ thuật nó bị mất thì cổ phiếu nó sẽ bị chỉnh giảm ở đằng sau đó. Và xu hướng ngắn hạn thì HCM sẽ quay lại test ở biên 45 đến khoảng biên 46 trước khi mà nó có những cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật, là chúng ta sẽ đánh giá thêm. Đối với SHS, trong tuần cũ khi mà cổ phiếu SHS đã break được vùng 46 rất đẹp, thậm chí là chúng ta có thể đánh giá biên 45 đến biên 46 ở đây rất là đẹp. Thì chúng ta có nói đến cái xu hướng là cổ phiếu sẽ test lại biên 46, và trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì cái biên này nó đã bị mất. Chính vì nó bị mất nên là nó phải đi về những cái vùng nó sâu hơn. Thì đối với SHS là chắc chắn là SHS sẽ test lại ở đây, nó sẽ test lại biên 40 đến khoảng biên 40.5. Cái biên này thì chắc chắn test. Nhưng mà test thành công hay không thì lại phải chờ phiên giao dịch của ngày thứ hai đến ngày thứ ba thì cũng sẽ có thêm đánh giá tín hiệu kỹ thuật của SHS ở vùng này. VCI thời điểm trong tuần là VCI cũng đã đánh chạm vùng, gần chạm vùng 60 đó, và sau đó thì cổ phiếu này chỉnh giảm, như vậy là nó cũng gần đạt được cái target kỳ vọng đúng không ạ? Và VCI thì nó cũng đang tích cực hơn cả khi mà vùng 53 nó đang giữ khá là tốt. Nói chung là cái đoạn này thì đối với VCI thì đánh vui thôi, đánh vui thôi, bởi vì nó cũng đã tăng, nó đã tăng một cái nhịp rất là tốt rồi, rất là tốt rồi. MBS và CTS. Đối với MBS trong phân tích kỳ vọng là cũng đang kỳ vọng vùng 39 đến vùng 40, tuy nhiên là nó chỉ lên được đến vùng 36 thôi. Trong tuần thì nói về điểm xấu thì nó chưa xấu, khi mà cổ phiếu này vẫn giữ được ở vùng 32, tức là đóng cửa suýt soát ở vùng 32 cộng. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật cùng với tất cả các nhóm ngành đang có xu hướng về áp lực bán tương đối lớn. Chính vậy nên là khả năng thì MBS sẽ có những cái điểm test lại cung kỹ thuật ở quanh vùng 28 đến khoảng vùng 29 ở trong phiên giao dịch tuần mới các anh chị nhé. CTS thì trong phân tích là chúng ta kỳ vọng tuần giao dịch mới là sẽ đánh lên khoảng vùng 26.5, sau đó nó có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây. Và tín hiệu tuần thì nó bị mất vùng 25, đó là một tín hiệu kỹ thuật xấu. Và khi cổ phiếu bị mất vùng 25, đó là cái dấu hiệu mà chúng ta có thể sẽ phải bán cổ phiếu ra rồi. Bởi vì ở đây chúng ta phân tích cái target ở khoảng vùng 26 đến vùng 26.5, và sau những cái điểm test kỹ thuật nó bị test không thành công. Xu hướng ngắn hạn của CTS thì cũng đang bị bán mạnh anh chị, dòng tiền cắm đầu cắm cổ xuống như này thì nó chỉ có là đi xuống thôi, chứ nó không 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 có. Đó thì khi mất vùng 25 thì như vậy là nó sẽ bị đạp, và ngắn hạn ở sang tuần tới thì nó ở biên 20 đến khoảng biên 20.5 là chúng ta sẽ quan sát ở vùng này. FTS và ABS. FTS thì trong tuần nói chung là FTS có những cái điểm chỉnh giảm rất là nhẹ để chúng ta có thể ra hàng được. Nói chung là như vậy, tức là nó không sàn một cách gọi là quyết liệt. Đó, mà nó vẫn lừng khừng, tức là nó vẫn lừng khừng, nó đi ở trong cái biên 38 đến biên 40. Đây là cái biên kháng cự của cổ phiếu thì chúng ta hoàn toàn có thể chốt được. Còn tín hiệu kết tuần của FTS như thế này là xấu rồi. Ngắn hạn thì nó sẽ test lại biên 35, sâu hơn thì nó sẽ test lại ở biên 32 các anh chị.
BVS trong tuần kỳ vọng test lại ở vùng 33 và sau đó thì nó sẽ có thể đánh lên khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36. Tuy nhiên vùng này nó cũng bị thất bại và chính vì như vậy nên là nó cũng đã bị đạp tương đối mạnh. BVS bây giờ tín hiệu kết tuần như này là xấu. Ngắn hạn thì bị đạp về khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26 ở trong phiên giao dịch tuần tới. Ở về đến đây thì chúng ta có thể đánh giá thêm các tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này. AAS. Ok, AAS như vậy là AAS đã không thể công nổi vùng 17. Không thể công nổi vùng 17. Sau đó những điểm test kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng 15 bị thất bại. Vùng 15 thất bại thì hỏng rồi. Tức là cái vùng 15 này nó rất là quan trọng anh chị. Vùng 15 này nó rất quan trọng. Trong các bản tin phân tích thì cũng có nói đến cái vùng 15 này rồi. Còn vùng 15 mà bị khoan thủng thì gần như là cái cơ hội mà cổ phiếu để bật lại ở trong ngắn hạn là gần như nó không có. AS sẽ có xu hướng này thì sẽ đạp về đâu đó khoảng vùng 11 và sâu hơn thì khoảng vùng 10, và về đến vùng này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm tín hiệu tạo nền. VX VIX có nói đến vùng hỗ trợ của nó ở quanh vùng 28 đấy anh chị này, và vùng hỗ trợ này nó bị phá thì nó sẽ có xu hướng đánh chạm lại về vùng hỗ trợ ngắn. Bản thân trong tuần thì nó đã bị gãy vùng 25. Xu hướng tuần mới thì vùng 24 khả năng nó cũng sẽ khó giữ. Với cái xu hướng ngắn hạn của thị trường mà nhóm banh và nhóm chứng khoán đang giao dịch như này thì khả năng nó cũng sẽ khá là khó giữ. Và các điểm giảm sâu thì có thể tính toán ở thời điểm hiện tại là nó có thể đi về khoảng quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 đối với mã cổ phiếu VX. VND. Như vậy VND là trong tuần nó cũng đã có một điểm đánh chạm vùng 50, và vùng 50 thì nó đã không thể test cung thành công ở vùng 50. Chính vì vậy nên cổ phiếu nó có xu hướng đi về lại những cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Và trong tuần thì cái điểm gãy cắt của nó là điểm 45 ở đây các anh chị này. Khi điểm 45 bị cắt, bị phá vỡ thì xu hướng nó sẽ test lại vùng 38 đến vùng 40. Trong trường hợp nếu như mà VND bị mất vùng 38 thì các anh chị chúng ta sẽ phải nhất quyết là chúng ta sẽ bán. Bởi vì khi mà vùng 38 bị gãy thì cái xu hướng mà nó bị đạp rất là mạnh ở sau đó. Hoặc là có thể cái cách thức tạo lập của cổ phiếu là về đến vùng 38 nó sẽ có một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây. Cái nhịp hồi đó thì rất nhiều nhà đầu tư sẽ nghĩ là cổ phiếu hồi rồi thì sẽ mua vào đây. Nhưng mà sau đó khoảng T2 thì cổ phiếu lại bắt đầu đạp, mà đạp quay trở lại mà gãy vùng 38 thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật khá là xấu. Thì cái câu chuyện là thị trường nó luôn luôn vận động, nó luôn luôn biến động, và chúng ta sẽ cần có thêm các cái dữ liệu kỹ thuật ở đây để chúng ta phân tích được những cái ý đồ của nó ở đây. Đôi lúc là nó đạp gãy thẳng luôn, nhưng cũng có thể là nó sẽ kéo lên rồi nó mới đạp, thì chúng ta sẽ quan sát những cái ý đồ ở đây. Đó. Còn về ngắn hạn, về xu hướng ngắn hạn thì VND nó cũng nằm ở trong một cái xu hướng tổng thể như vậy thôi, đang chỉnh giảm. Dòng tiền cắm đầu đi xuống và đường mác cắm như vậy thì nó cũng khá là khó để cho cổ phiếu có thể tăng điểm. Ok, nhóm nhóm banh à, nhóm chứng khoán thì cũng chỉ phân tích đến như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một cái nhóm cuối cùng. Đó là nhóm thép, trước khi mà chúng ta đi quay trở lại để chúng ta nói về thị trường chung thì chúng ta sẽ phân tích HPG. Đối với Hòa Phát ở trong tuần giao dịch cũ thì cũng có nói rồi, đó là vùng kháng cự của nó là vùng 54 đến vùng 55. Biên mà các anh chị quan sát giúp vùng Lê đó là biên 49, đó 49 đến biên 50 là biên hỗ trợ dưới. Khi cổ phiếu bị phá biên 49 là một tín hiệu kỹ thuật tương đối xấu nó, và đây là một cái lực hồi phục ngắn và không đủ T cộng. Và sau đó thì cổ phiếu này đã bị đạp và xu hướng hiện tại của Hòa Phát là xấu anh chị nhé. Khi mà vùng 49 bị mất với quan điểm kỹ thuật cùng là như vậy. Khi những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật bị phá vỡ thì cổ phiếu sẽ chỉnh giảm ở đằng sau đó. Còn cái cách thức chỉnh giảm như thế nào thì tùy. Có những mã cổ phiếu rơi rất nhanh, còn có những mã cổ phiếu thì nó sẽ rơi chậm chậm ở đằng sau đó. Hoa Sen, đó, Hoa Sen thì trong góc độ phân tích kỹ thuật là trong tuần giao dịch cũ chúng ta có nói đến cái vùng 43.5 là vùng kháng cự rất là mạnh này.
biên và đây các anh chị này, biên 40 đến biên 43 là cái biên mà chúng ta sẽ quan sát về mặt hỗ trợ kỹ thuật của nó. Khi mà cổ phiếu này bị phá vỡ biên 40 thì đấy là một tín hiệu, bắt đầu phát đi một tín hiệu xấu của cổ phiếu, phát đi một tín hiệu xấu của cổ phiếu. Và thậm chí khi nó bị tiếp tục, nó bị mất ở vùng 38 ở đây thì nó cực xấu. Dòng tiền hiện tại đang đẩy bán rất mạnh, đang đẩy bán rất mạnh tín hiệu của hoa sen, nên là xu hướng chủ đạo của hoa sen nó vẫn đang là xu hướng chỉnh giảm. Nam Kim, ok, Nam Kim. Nam Kim thì đây các anh chị có thể nhìn thấy cái hình mũi tên đỏ đỏ đây đúng không ạ, là cảnh báo rằng lên đến cái vùng 37 38 ở đây là cái vùng khá cực mạnh rồi. Thì Nam Kim cũng trong tuần thì Nam Kim cũng bị bán đó, Nam Kim cũng bị bán, và cái điểm bán của Nam Kim thì nó chưa xấu như là hoa sen và Hòa Phát. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì khả năng nó cũng sẽ khá là khó giữ ở ở những cái thời điểm hiện tại. Ngắn hạn thì sang tuần tới là nó sẽ test lại vùng 3x, và gãy vùng 3x thì coi như Nam Kim cũng bắt đầu bước vào một cái xu hướng chỉnh giảm, tức là nhóm thép cũng bắt đầu đi vào một cái giai đoạn suy thái. TLH. Rồi, TLH đây. Thì đối với TLH trong bản tin tuần chúng ta phân tích một cái ý đồ, chúng ta còn nói đến vùng 18 và cái vùng này thì chúng ta sẽ tập trung quan sát ở trong cái hình elip ở đây. Đó, cái hình elip này là vẽ từ tuần trước này, bởi vì trong tuần vừa rồi là không có làm cái gì hết á. Trong tuần vừa rồi chỉ có nằm im một chỗ. Thì đối với TLH ở đây là chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ như này, là TLH cũng đã bị bán rất mạnh rồi đấy các anh chị. Khi cổ phiếu này bị phá vùng 16 năm, đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật mà sẽ cảnh báo cho tất cả anh chị em nhà đầu tư của chúng ta có thể cân nhắc để bán TLH ra khỏi tài khoản của mình rồi. Và xu hướng ngắn hạn thì nó sẽ đi về vùng 14, nhưng mà vùng 14 thì khả năng nó sẽ là khó giữ. 14 khả năng là khó giữ. Tất nhiên là nó chạm về cái vùng 14 thì có thể có những cái lực bật về mặt kỹ thuật thôi. Chứ còn về lực bật mà để mà cổ phiếu này tăng trở lại ở trong những cái thời điểm hiện tại là nhìn tương đối là khó các anh chị. Thì tạm thời là chúng ta cứ quan sát tiếp vùng 14. Vùng 14 mà gãy thì sẽ xuống vùng 12. Vùng 12 gãy tiếp thì sẽ xuống vùng 10, vùng 10 gãy tiếp thì nó sẽ đi về vùng 5 6. Đó, câu chuyện nó là như vậy. Thì với góc độ kỹ thuật ngắn hạn như thế này thì nó sẽ kiểm tra lại vùng 14 trước tiên. Đó, sau đó thì đánh giá tiếp. TVN cũng không nằm ngoài cái luồng chung của thị trường và nhóm nhóm thép đúng không ạ? TVN thì đây. Khi mà cổ phiếu này test cung và cái vùng 14.7 này đã được phân tích khá là kỹ trong bản tin tuần, các anh chị có thể xem lại, chắc chắn là như thế. Bởi vì khi ông đã vẽ ở đây thì chắc chắn nó phải có ý đồ gì đó thì mới vẽ ra lên như này. Và khi vùng 14.7 này bị mất rồi thì nó sẽ quay về vùng 13 đây. Chắc chắn là vùng 13 đây. Và trong tuần thì nó đóng cửa vùng 12.9, tức là nó hơi suýt soát ở một cái ngưỡng hỗ trợ. Thì có thể ý đồ tạo lập là nó sẽ có thể xuất hiện một cái lực hồi phục T cộng xanh xanh nhẹ ở đây trước khi mà nó sẽ bị xu hướng chung thì đây đường MACD đang cắm như này thì nó khó khó để nó thể bật lắm. Và những cái điểm điểm hồi phục ở đây thông thường sẽ là những cái điểm hồi phục ngắn các anh chị nhé, và chúng ta sẽ rất là chú ý thận trọng vào những cái thời điểm hiện tại như này. Cổ phiếu POM, POM thì cũng như vậy. POM thì đây đó. Thì đối với POM là nó trong những cái tuần cũ nó có một cái điểm hồi phục đây, và những anh chị nào mà đua theo vùng 18 cộng ở đây thì đến thời điểm này là cũng rất là nóng lòng rồi, nó rất là kinh khủng rồi. Thì POM cũng chính thức là mất biên 15 năm. Đây là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là xấu của cổ phiếu, thông thường nó là như vậy. Và chúng ta có thể nhìn view một cái view tổng thể như vậy đó, thì chúng ta có thấy là đây gần như là một cây cầu, cái cây cầu đó, và đây là tất cả những cái sự vật ở trên cây cầu đó. Khi mà nó giá nó ở nằm ở trên cái cây cầu này thì cái cơ hội mà chúng ta đi tiếp là còn, còn ở đây là cái giá này nó bị rớt ra khỏi cây cầu đó. Thì khi mà nó rớt ra khỏi cây cầu, tức là nó rớt ra khỏi những cái biên hỗ trợ rất là mạnh của thị trường, thì đấy là những cái thời điểm mà thị trường của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cũng như cổ phiếu cũng như vậy, khi mà cổ phiếu mà bị rơi như vậy thì cổ phiếu sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Đó, thì như vậy là nhóm thép cũng rất là xấu đúng không ạ? Nhóm P xấu rồi, nhóm thép cũng rất là xấu.
Nhóm banh và nhóm chứng khoán ở thời điểm hiện tại thì cơ bản vẫn là nằm ở trong cái trend kỹ thuật là xu hướng giảm giá. Duy nhất chỉ được có bộ trụ của chúng ta ở thời điểm hiện tại là có ý đồ. Nhưng một mình trụ thì không thể, ông Lê có nói như vậy, một mình trụ không thể làm lại, không thể cân đủ với thị trường trong những cái phiên giao dịch tiếp theo. Như vậy là cái xu hướng chung Hồng chỉ view những cái nhóm cơ bản như vậy thôi. Bởi vì hiện tại thì mắt của ông Lê là đến thứ ba này thì mới đi cắt chỉ, và đây chỉ mới là những cái giai đoạn phục hồi thị lực. Tuy nhiên là thị trường nó đang rất là khó khăn. Tâm lý nhà đầu tư thì cũng đang rất là hoảng loạn, không biết là thị trường đi đâu về đâu. Chính vậy nên là ông đã cố gắng để có thể quay trở lại sớm hơn so với dự định. Còn nếu về đúng là sẽ còn phải nghỉ thêm khoảng tầm 1 tuần nữa đó, thì mới có thể quay trở lại làm việc. Thì đấy là cái sức khỏe hiện tại của Hùng là nó như vậy, nên là Hùng cũng chỉ view sơ bộ những cái mã cổ phiếu, những cái nhóm ngành như vậy để các anh chị cũng có thể nhìn thấy được một cái bức tranh tổng quan của thị trường. Ok, còn phần còn lại thì Hùng sẽ tập trung để Hùng sẽ nói đến những cái ý đồ tạo lập về thị trường ở trong cái tuần vừa qua. Thì bản tin video số 162 thì Hùng có hai ý. Ngay đầu bản tin thì Hùng đã nhắc các anh chị rồi. Trong đó có nói đến cái ý đồ về về mặt tạo lập của thị trường rất là quan trọng đối với chỉ số VN30 và chỉ số VN30F1M ở vùng 1540 điểm đây các anh chị, ở vùng 1540 điểm đây. Đây là cái vùng tạo lập cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta có thể đánh giá cái xu hướng tăng điểm tiếp theo của thị trường. Đó, chỉ số phái sinh cũng như vậy. Đó các anh chị có thấy đây, thứ hai nó có một điểm test rất nhẹ ở đây và nó long lên. Nhưng cái điều bất thường chúng ta đến ở trong phiên giao dịch của ngày thứ ba. Thì khi chính vì cái điều bất thường này trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì đây, bởi vì là không có thể là không có thể quan sát được thị trường, nên Hùng cũng có những cái đánh giá đây. Tức là kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ ba thì Hùng có đánh giá những cái diễn biến khá là bất thường khi mà gần như tất cả phiên sáng thì nhóm banh chứng khoán P đã có cái sự phục hồi tương đối tốt và giữ cho thị trường chung ở một cái trạng thái rất là cân bằng. Tuy nhiên đến sau 14 giờ và thị trường đã bắt đầu có những cái diễn biến xấu nằm ngoài dự báo phân tích. Đó, thì trong những cái điểm mà phân tích kỹ thuật lồng có nói đến vùng 1540 và sâu hơn VN30 và phái sinh có thể test về vùng 1510 điểm. Đó, và tất cả những cái biên kỹ thuật đó nó cũng bị mất đi. Đó, và có thêm những cái đánh giá. Và cái phiên giao dịch của ngày thứ ba nó khá giống với cái phiên giao dịch của ngày 19 tháng 1. Rất nhiều những anh chị em đã có nói đến cái phiên giao dịch ngày 19 tháng 1. Thì chúng ta sẽ quay lại cái lịch sử của phiên ngày 19 tháng 1 đây anh chị. Chúng ta sẽ quay lại lịch sử một tí. Đây, cũng sẽ chỉ cho anh chị thấy. Đây thì chúng ta đây là cái tuần giao dịch của ngày 19 tháng 1. Đó các anh chị, tuần giao dịch của ngày 19 tháng 1 thì đây là Hùng đang bật biểu đồ nến tuần để chúng ta nhìn ở một góc độ kỹ thuật nó tối ưu hơn. Thì trong cái phiên giao dịch của ngày 19 tháng 1 á, là chỉ số VN Index cũng bị mất khoảng âm khoảng gần 59 điểm, 59 điểm. Bị đạp rất là mạnh. Và trong trong phiên giao dịch của ngày thứ ba, trong cái phiên giao dịch của ngày thứ ba đây các anh, đây đây đó, thì phiên giao dịch đây, phiên giao dịch của ngày 19 tháng 1 đây anh chị, đó thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái điểm số mất của trong phiên ngày 19 tháng 1 và trong phiên giao dịch của ngày thứ ba tuần vừa qua nó khá là tương đồng với nhau. Thì cũng có đánh giá về cái kịch bản của thị trường. Như vậy thì đến cái phiên giao dịch tiếp theo là phiên ngày thứ tư đó, thì cũng có đánh giá đây. Như vậy là cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta có thể đánh giá lại đó, đánh giá lại cái ý đồ như vậy để làm gì. Cái quan trọng nhất là cái ý đồ như vậy để làm gì. Ví dụ như thị trường nó quá xấu, hay là thị trường nó gặp kháng cự, hay là rung rũ để có thể là cho nhà đầu tư nhỏ lẻ out đi, để chúng ta có thể có một cái tạo lập, họ sẽ gom lại hàng và họ sẽ làm một cái trận mới. Đấy, câu chuyện là như vậy. Thì tại thời điểm đó ông đã đưa ra hai cái kịch bản. Kịch bản một đó là trong phiên giao dịch của ngày thứ tư đó thì phái sinh và VN30 đầu phiên giao dịch sẽ tăng nhẹ
sau đó áp lực bán sẽ bắt đầu áp lực bán sẽ bắt đầu đội lên thị trường và nó sẽ xóa mất cái lực tăng nhẹ đó. Và sau khi mà áp lực bán tiếp tục gia tăng lên thị trường thì phái sinh có thể test lại về vùng 1480 và sâu hơn có thể là vùng 1450. Đó, VN30 có thể test về vùng 1460 và sâu hơn là 1440. Và VN thì có thể test về vùng 1335 điểm và sâu hơn là vùng 1320 điểm. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ tư rất đẹp các anh chị, trong phiên giao dịch của ngày thứ tư rất đẹp khi mà những cái ý đồ tạo lập về vùng đánh giá, kể cả VN Index ở đây. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy điểm sâu nhất của VN Index là 1354,79 điểm, tức là gần suýt soát với 1335 điểm, 1353. Đó, tức là nó rất là đẹp. Và đối với chỉ số phái sinh, chỉ số VN30, đấy, ông sẽ cho anh chị thấy ở đây, chúng ta sẽ xem ở trên đó. Ở chỉ số VN30 cũng có những cái điểm test cực kỳ đẹp ở vùng lâu, ở vùng 1472 điểm, vùng dự kiến ở trong cái biên 100 ở đây. Đó. VN30 có thể test ở vùng 1460, đó thì nó test về khoảng vùng 1472 là sau đó nó long lên. Còn VN nó test về vùng 1335 điểm và sau đó nó long lên luôn. Thì cái phiên giao dịch của ngày thứ tư cực kỳ đẹp về mặt ý đồ tạo lập các anh chị nhá. Phiên giao dịch ngày thứ tư cực kỳ đẹp về ý đồ tạo lập, kể cả về phái sinh. Đây sẽ bật phái sinh đó. Sau những điểm test kỹ thuật thì nó long lên. Tuy nhiên đó, phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì đuối. Trên góc độ kỹ thuật là như vậy, phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu nó hơi đuối. Đó, đối với chỉ số VN30 cũng như vậy. Chỉ số VN30 đó, sau một cái nhịp hồi phục này thì phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu nó lại trả hết mất cái điểm nỗ lực ở trước đó. Và đối với chỉ số VN Index nó cũng như vậy. Thì trong cái phiên giao dịch khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm thì cũng tiếp tục là có những cái đánh giá. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm đây. Đó thì chúng ta cũng có những cái đánh giá và tại thời điểm đó thì cũng có đánh giá là đối với VN30. Đây để mình xem nào. Đây, với phiên giao dịch ngày mai thì chúng ta có thể xem lại ở những cái góc độ kỹ thuật như sau, đó là VN sẽ test lại biên ở 1360 đến 1365 điểm và VN30 phải đóng cửa trên vùng 1380 điểm thì được đánh giá là đạt, còn đóng cửa dưới vùng 1375 điểm thì đánh giá là yếu. Và kết phiên thì VN Index đã đóng cửa dưới vùng 1375 điểm, tức là suýt soát ở vùng 1374 điểm. 1374 điểm thì như vậy là không đạt, về tín hiệu kỹ thuật là nó không đạt. Còn đối với chỉ số VN30 và phái sinh là trong phiên này nó sẽ test lại biên ở vùng 1000, tức là phiên giao dịch của ngày thứ 6 á, là sẽ test lại biên ở vùng 1500 đến vùng 1510 điểm. Thì trong phiên sáng của phái sinh, đây chúng ta sẽ xem đồ thị trong phiên sáng của phái sinh của phiên giao dịch ngày thứ 6 thì rất đẹp các anh chị, nó đẹp không thể tả được. Đó, đây ta nhìn thấy nhá, phiên giao dịch của ngày thứ 6 chính là ngày mùng 9 đấy các anh chị này. Thì đó, phái sinh này nó test lại đúng vùng, phái sinh nó test lại đúng vùng 1510 điểm. Đó, nó test lại vùng 1510 điểm này. Chỉ số VN30 nó test cực đẹp luôn. Đó, trong phiên sáng. Ở trong phiên giao dịch sáng này, đó, chỉ số VN30 đó test lại vùng 1000 đây này, chỉ có một cái cây nến sâu tí tẹo đây thôi. Đó là cái điểm sâu nhất của nó ở đây là 1506 điểm. Tức là cái phiên test của VN30 và phái sinh ở trong phiên giao dịch ngày thứ 6 rất là đẹp trong phiên sáng, nhưng đến phiên chiều, đó, trong phiên chiều đến phiên chiều thì cái đoạn này là nó phá vỡ mất cái tính kỹ thuật này. Đó, kể cả phái sinh ở đây. Đoạn này là nó xuất hiện một cây nến sọt thần thánh luôn. Đó, thì đây là một cái yếu tố bất thường. Thì như vậy là sau những cái yếu tố bất thường như này thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá về mặt kỹ thuật của nó ở trong tuần giao dịch mới, như vậy là nhìn ở trên góc độ tổng quan về mặt thị trường đến thời điểm hiện tại thì gần như tất cả các nhóm ngành đang tương đối yếu,
Các anh chị phải lưu ý, đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đối với chỉ số phái sinh, chỉ số VN30 và chỉ số VN Index thì đến thời điểm hiện tại là đã đánh mất những mốc hỗ trợ rất quan trọng ở trên góc độ phân tích kỹ thuật của cá nhân Hùng Lê. Đó là VN30 và phái sinh chỉ cho phép chỉnh về vùng 1510 điểm thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại, kết tuần thì nó đã bị mất vùng 1510 điểm. Còn cái câu chuyện là sang phiên giao dịch thứ hai và thứ ba tuần tới, nếu như mà ở cái bộ đôi chỉ số này lấy lại được cái vùng biên đó thì Hùng sẽ có thêm những cái đánh giá tiếp theo. Nhưng ngược lại nó không lấy lại được mà nó lại còn bị âm thêm, thì đấy là vấn đề mà chúng ta cần phải phải cân nhắc rất là kỹ trong những cái vị thế đang nắm giữ cái lượng margin, nó đang nắm giữ những cái tỷ lệ mà full cổ phiếu, thì chúng ta cần phải hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu để chúng ta đảm bảo có một cái lượng tiền mặt. Cái lượng tiền mặt đó để làm gì? Để khi thị trường của chúng ta giảm về những cái vùng hỗ trợ mà tốt á, thì chúng ta có thể cân lại, chúng ta có thể có tiền để chúng ta cân lại, để chúng ta đảo hàng ở trong những cái nhịp hồi phục ngắn. Cái câu chuyện là rất nhiều nhà đầu tư là ở những vùng đỉnh là chúng ta ôm full cổ phiếu, và đến lúc thị trường gặp hỗ trợ là chúng ta bị mất thanh khoản, tức là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu nó đang hồi phục rồi nhưng tiền không có nữa để mà mua đó, tức là cái tài khoản của chúng ta bị mất thanh khoản. Thì cái việc mà duy trì cái thanh khoản của tài khoản của chúng ta nó rất là quan trọng. Trên góc độ kỹ thuật về mặt bộ ba chỉ số chung của thị trường thì Hùng sẽ có một vài ý để trao đổi với các anh chị như sau. Đối với chỉ số phái sinh thì chắc chắn rằng là phái sinh sẽ quay về test lại ở vùng 1480 điểm ở đây. Cái vùng 1480 điểm thì chắc chắn là test lại như đinh đóng cột cầu, được không thể không khác được. Và sau khi mà nó test lại vùng 1480 điểm đây thì chúng ta sẽ quan sát các cái ý đồ tạo lập tiếp theo. Trường hợp nếu như cái lực long quay trở lại đây thì cũng sẽ có thêm đánh giá, nhưng nếu mà vùng 1480 điểm này tiếp tục bị sọt gãy thì chúng ta phải tính toán đến những cái vùng hỗ trợ sâu hơn của thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại, đó là vùng 1450 đến vùng 1450 đến vùng 1460 ở đây đối với chỉ số phái sinh. Đối với chỉ số VN30 thì các anh chị đến thời điểm hiện tại là nó cũng bị mất những cái điểm hỗ trợ rất là quan trọng trong cái ngưỡng phân tích kỹ thuật của Hùng Lê, đó là ở vùng 1510 điểm. Thì ngắn hạn thì nó cũng sẽ test lại ở biên 1480 cùng với chỉ số phái sinh, và sâu hơn thì chúng ta có thể xem ở vùng 1475 điểm đó, 1475 đến 1480. Cái vùng này mà nó giữ được thì ok, còn nếu như nó không giữ được thì lúc đó chúng ta cũng phải tính toán đến một cái kịch bản xấu hơn của thị trường, đó là ở vùng 1440 đến vùng 1450 điểm đó, 1450 điểm. Đối với chỉ số VN Index, thì chắc chắn là nó sẽ test lại cái điểm này rồi, 1335 điểm ở đây, chính là cái ngưỡng phân tích kỹ thuật mà trong cái điểm hồi, trong những cái điểm hồi kỹ thuật mà có phân tích ở trong cái kịch bản 1 và kịch bản 2 ấy, trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư. Và về đến cái vùng này thì chúng ta sẽ có thêm những cái quan sát kỹ thuật, nhưng theo cái nhìn nhận của cá nhân Hùng Lê thì cái vùng 1335 điểm này khả năng sẽ là khó giữ. Và xu hướng ngắn hạn thì chúng ta cần phải tính toán những cái điểm hỗ trợ sâu hơn của VN Index, khả năng sẽ ở vùng 1320, và sâu hơn nữa thì cũng đang tính toán ở đây, đó là khoảng vùng 1300 đến khoảng vùng 1300 đến khoảng vùng 1310 điểm đó. Thì cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới sẽ là những cái phiên giao dịch rất là bản lề, và để giúp cho Hùng có thêm các cái dữ liệu để chúng ta có thêm những cái đánh giá tiếp theo. Còn trên góc độ về nhóm ngành hiện tại thì Hùng đã view ở bên phần đầu bản tin rồi, chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện tại chỉ có nhóm trụ thôi, là nhóm trụ thì đang về cơ bản là có những cái yếu tố về mặt kỹ thuật là nó đang giữ nhịp cho thị trường. Còn hiện tại chúng ta thấy rằng nhóm P, nhóm thép đang giao dịch rất là yếu, và xu hướng chủ đạo là xu hướng chỉnh giảm. Còn chúng ta chỉ còn trông đợi vào nhóm banh và nhóm chứng khoán sẽ có những cái tín hiệu như thế nào trong những cái phiên giao dịch tuần tới. Thì đến thời điểm hiện tại là với tín hiệu kết tuần thì cũng đánh giá rằng nhóm banh và nhóm chứng khoán sức khỏe của nó cũng đang khá là yếu. Trừ trường hợp phiên ngày thứ hai nó có một cái yếu tố đột biến nào đó thì hiện tại là Hùng chưa có thể định lượng được đó. Nhưng nếu trừ có một cái trường hợp đột biến nào đó thì chúng ta lại phải đánh giá cái kịch bản thị trường theo những cái hướng tiếp theo.
Và Hùng cũng có chia sẻ rất nhiều với các anh chị rồi, đó là thị trường chứng khoán của chúng ta thì luôn luôn vận động, luôn luôn biến động, và chính vì như vậy thì nó có những cái hàm, những cái biến ở trong các cái phiên giao dịch, thì chúng ta sẽ tổng hợp lại để chúng ta đánh giá xem là cái kịch bản chúng ta phân tích như vậy nó có đi được tiếp hay không, hay là với cái tình huống như thế này thì chúng ta cần phải thay đổi những cái xu hướng về kịch bản của thị trường. Nó giống như là chúng ta xây một cái nhà, thì đầu tiên là chúng ta phải xây móng, và cái móng nó phải giữ được thì chúng ta mới xây tầng 1, đúng không ạ? Chúng ta xây xong tầng 1 rồi thì chúng ta xem là cái sàn tầng 1 nó có giữ được không, thì chúng ta mới xây lên được tầng 2. Nhưng cái sàn tầng 1 nó thủng bố rồi thì còn đâu nữa mà chúng ta xây lên tầng 2 nữa, đúng không ạ? Đó, thì đấy là một cái hình ảnh thực tế ở trong cuộc sống, nhưng trong thị trường chứng khoán nó cũng như vậy. Đó, và thị trường của chúng ta thì luôn luôn có những cái biến động như vậy, thì Hùng Lê cũng mong muốn là anh chị em sẽ về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để tham gia những cái room nhận định về xu hướng thị trường, nhận định về xu hướng cổ phiếu, nhận định về VN30 và phái sinh trong phiên giao dịch trực tuyến. Bản tin này thì Hùng cố gắng tóm gọn như vậy để giúp cho anh chị em cộng đồng nhà đầu tư có những cái góc nhìn tốt hơn về thị trường trong phiên giao dịch tuần mới. Và tuần mới thì ông Lê cũng sẽ bắt đầu quay trở lại làm việc, tuy nhiên là nó sẽ không được sâu sát, không được sâu sát, bởi vì hiện tại thì nó cũng chưa có phục hồi hoàn toàn, trong quá trình phục hồi thôi, thì sẽ cố gắng có những cái phân tích định lượng để chia sẻ lên cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta trong một cái tuần giao dịch mới. Và cái tuần mới thì với quan điểm với cá nhân của ông Lê thì ông Lê nhận thấy rằng là thị trường của chúng ta cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Vì vậy nên là anh chị em đang cầm nắm các cái vị thế của các cái mã cổ phiếu, hoặc là đang duy trì một cái tỷ lệ margin, hoặc là đang đang bị mất thanh khoản, hoặc là cái tỷ lệ tài khoản của chúng ta đang chưa ở các cái ngưỡng an toàn, thì chúng ta sẽ nên chủ động để đưa về những cái tỷ lệ an toàn trước khi mà thị trường nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo, thì chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các cái bản điểm tin tiếp theo.